Chào cả nhà. Hôm nay rước ông bà làm mấy món cúng rước ông bà cả nhà. Gỏi. Gỏi gà nghe. Đây. Một phao gà trộn với gỏi. Rồi, xíu mời cả nhà nghe. Rồi đây món vịt nấu củ cải nha cả nhà. Ngon quá. Thì mình xé gà mình trộn gỏi cả nhà ơi. Đó. Đây là chị à. Đang quay còn nói chuyện đó. Tưởng nó kêu ba bọc quay lịch sự làm gì à, vậy quay 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 cái này. Hôm nay tôi làm có 3 món ở nhà: thịt kho, vịt, trứng, cút với vịt kho củ cải muối nha cả nhà. Làm 3 món à. Món gỏi, đúng rồi. Gà dai quá hả? Gà dai mới ngon á. Rồi làm đang làm nước mắm cả nhà, mắm chua ngọt. Rồi mình chuẩn bị mới đầu mình múc lên cúng cả nhà ơi. Cái này mình mới có múc cho này nè, 3 mâm. 4 luôn. Rồi. Rồi. Hấp dẫn rồi nha. Ba mình dọn cúng rồi cả nhà, ba mình cúng rồi. Giấy ông bà đất đai nhà nội. Đây làm 2 mâm cả nhà. Trên ông mâm nữa. Cả nhà nha, giờ bắt đầu dọn ăn cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn nha. Con có ăn chán không? Có ăn chán rồi, ăn chán rồi. Rồi xuống mời cả nhà ăn coi. Thôi bánh chán đó khỏi nhúng. Rồi rồi chán bánh nhúng rồi. Rồi, review là các món ăn này nha. Dở dở đã dơ rồi. Dưới này cũng dơ lắm nãy dưới này. Đúng rồi, để không con lau nãy con thấy đồ ăn hết rồi để ngồi nhà nó gắn mà không lau. Sợ đó thiếu rồi anh em. Chắc hồi sinh chị ba. Coi gà này cho nó về. Đợi em uống em qua nó vô bọc. Nó không ăn đâu. Vô bọc dư giả luôn. Cút ra này đổ cá cho ba. Rồi, nãy có lẽ tôi dư bếp không? Mời cả nhà ly bia nha.
mời cả nhà miếng gà nha. Gà luộc xé khoai nha cả nhà. Ngon. Rồi, gia đình nha. Đây, cục vàng đây. Chưa từ từ. Mà cả nhà. Rồi, mà cả nhà uống ly bia nha. Đồ ăn quá nhiều ở nhà. Má điện nè. Thằng nãy giờ không giật chân. Mới bỏ tiền á. Hai đứa nó ra hội đi chợ đi chơi. Con biết nay luôn nè. Dạ Tết dạ thằng. Ngon. Một Tết vui rồi. Dạ bỏ mình rồi. Dạ bữa hết bông rồi nó vui. Chiều nay dễ mấy bữa nay rồi. Hết chợ rồi ta. Chiều nay mà không đi nữa là mới mùng 1 rồi nó dẹp chưa. Này bán tới trưa nay à chứ không có chiều đâu. Thứ hai dễ mấy rồi. Mùa bông qua thì trưa nay đi đi chiều không có đâu. Chiều bán vòng vòng á cấp nha. Trước đi. Ở tủ lạnh. Mời mời cả nhà miếng trứng, mình có trứng nha. Cái xả nước cái quay lại bóp cái hơi cái trộn vô xong rồi. Này sáng em ăn trộn chứ. Em sắc, em vừa bắt trà lên chứ em sắc luôn. Còn để sáng mình sắc thì nó cũng để được đi. Nhưng mà nó cho lâu. Không ơi, có cái bào nè. Sáng bắt trà lên nè em làm bào luôn. Tại vì bắt cả mình bào không bỏ được bào. Mời cả nhà lên biển đi nha. 5 giờ tới giờ tính chân dài vô kêu. Trời ơi, bả vô rồi. Có mùng 2 rồi, em với chị ba. Cái vô là tức rồi đó. Đâu có làm gì nhiều đâu, anh hai cũng nhà. Sáng để em sắc em bào rồi, clip mình tới đây tạm dừng ở nhà. Sáng em cũng sớm em bào chơi rồi. Ở nhà thấy hay, hay cho mình like một share và một đăng ký kênh cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà đi. Nè, bye bye cả nhà đi.